có đầu tư xài từ đầu vụ tới cuối vụ rồi đó, thấy cái sản phẩm Arama rất là tốt. Đến thời điểm hiện nay á, là lá lúa là xịt Amago đó, như lá tô ganh với Super Beta Cup á, thì hiện nay là lá lúa rất là đẹp, rất là đứng sững mà vàng mỡ gà rất là đẹp đó. So với những miền vựa khác hiện nay là lá đã xuống rồi đó, đó là vàng lá chín sớm rồi này kia, nó bệnh đầu này kia kia nọ đó, vi khuẩn đồ phát triển đó, nhưng mà hiện nay là cái sản phẩm Arama là rất an toàn đó, rất tốt, vàng lá lúa xanh thẳng đứng đẹp đó. Rồi tôi rất hài lòng cái sản phẩm của Arama đó. Lúa này là phải nói vô tấn là khỏe rồi. So với những tấn khác nha, lem lép là vô tấn trở lên đó chứ không có thiếu tấn. Nhưng mà hàng này là chất lượng hơn. Thì đây là cái vé nó còn tươi còn tốt không chú? Mà vé cái lá nó vô nhánh cái lá thì đứng thẳng nha. Dạ. Lá vắng chứ không có dài như cái lúa mà không có sử dụng thuốc này. Lá nó vắng hơn mà lại nó nhỏ, nó đứng lá. Dễ mà tiếp thu cái cái trồng cậy sao chú? Trồng cậy vẫn thôi tới cậy á. Chú bóp bóp trồng cậy giùm con. Cậy giờ bóp xịt sữa ha. Có sữa đàng hoàng. Đó, thuốc này xài chất lượng. Arama mang lại sự giản đơn cho nông nghiệp.